ghe thuyền ở làng nè anh em. Quá trời nó. Chào anh em, bữa nay mình quay cho anh em xem một số ghe câu cá ngừ đại dương đang ở trên bến bãi nha anh em. Thì có một số anh em yêu cầu ở clip hôm trước muốn mình quay những chiếc ghe câu cá bà gù anh em. Thì bữa nay mình sẽ đi quay anh em xem. Đó, mấy chiếc ghe sơn cabin màu xám xám này là trên 15 mét không nha anh em. Mấy ghe này câu cá ngừ đại dương đi những cái vùng mà giáp ranh Indo, Malaysia, Philippines đi khơi không anh em. Đó, có mấy chiếc ghe mà làm nước xong nè, làm nước xong hết. Chờ ngày hệ thủy anh em sơn thì để chè lán sạch sẽ, thì chờ cái ngày tốt với cái giờ tốt á họ mới sơn cái phần đó nha anh em. Đó, này khỏi nói thì một số anh em làm biển cũng biết được. Đây ghe thuyền ở ngoài bến là rất là nhiều, nhưng mà bữa nay mình quay những chiếc ghe câu cá ngừ đại dương đang kéo lên bến bãi cho anh em xem. Những cái dãy ghe ở cái hàng sau này là những cái ghe đã làm nước xong hết rồi, chờ ngày hạ thủy. Còn những cái ghe ở tầm trước này là ghe đang còn sửa sang, cho nên là ở cái hàng đường ray trong. Đường ray trong thì mấy anh em sẽ hạ thủy sau, cho nên là bên bến bãi họ sẽ sắp xếp nằm ở đường ray trong. Đây là những anh em thợ đang làm. Xin chào anh em. Quay không mẹ? Hello, xin chào. Mấy anh em có xem kênh Bố Về Đi Biển chưa? Bố Về Đi Biển hả? Dạ. Có xem kênh Bố Về Đi Biển là một kênh mình nói về cuộc sống cái đời của những cái người làm biển, cũng như là cuộc sống của những anh em thợ thầy đã phục vụ cho cái ngành biển anh em, những anh em mà phục vụ các cái dịch vụ về hậu cần nè. Đó, đây mình đi tới phía trước của những chiếc ghe này. Ghe được chè lán ra và làm nguội lại, hình như là cái đoạn trước này là chuẩn bị định lắc tít nè anh em. Đó. Thông thường là những cái phần dây mũi á, khi chúng ta mà đi khơi á, đi sóng gió là cái phần dây mũi là nó chịu nặng, cho nên là đeo phần những chiếc ghe mà đóng mới thì hầu như là ở cái địa phương mình là ghe đóng mới là hầu như họ rất là ít khi lắc tít. Còn những chiếc ghe để qua dài mùa sử dụng thì anh em sẽ lắc keo, lắc nhựa ở cái phần dây mũi cho nó đảm bảo hơn. Còn một số ghe tàu ở địa phương khác, ví dụ như ở Kè Ná hay là Mỹ Tân hoặc là những một vài nơi nữa, thì ghe tàu vừa đóng mới thì anh em lắc keo hết. Thì đó là tùy quan điểm của những anh em ở cái vùng đó, bởi vì họ nghĩ là ghe vừa mới đóng mới á, thì cái gỗ nó chưa có ướt, nó chưa có thấm nước anh em, thì họ lắc keo thời điểm đó là nó tốt hơn. Tuy nhiên thì ghe tàu ở cái vùng mà Phú Yên với Nha Trang của mình á, thì họ không có chuộng cái việc lắc tít cho những chiếc ghe vừa mới đóng mới. Đây một số anh em trên tàu đang sửa sang ghe cộ lại nè. Anh có coi kênh Bố Về Đi Biển chưa? Và anh Chín. Đây anh Chín cũng là thợ cá. Anh Chín là thợ cá cũng hay sửa sang những chiếc ghe của gia đình mình. Bữa nay gặp lại anh Chín. Chín đâu đó kia. Lên phỏng vấn Chín đi. Lấy búa gỡ bỏ cây luôn. Ship làm mà sao ship ngầu, ship hút thuốc biết anh Chín. Không cho nó phê không rồi. Đó, anh Chín là thợ kẻ của cái ngờ dịch vụ sửa sang hậu cần của tất cả các anh em làm biển ở đây, là ai biết anh Chín hết. Làm rất là nhanh nhẹn, nhưng mà nói là kỹ thuật sửa sang á, chỉ cần nói sơ sơ là anh Chín anh hiểu chỗ đó cần gì làm gì làm gì liền. Chín cái tên này nha anh Chín. Riêng ghi mình là anh Chín á, anh Chín lên là anh dơm vô chỗ đó là tự anh thiệt cớ luôn. Điều là Chín hoàn cáo về.
chín đó đóng hầm đá lên chín là số 1 nha, rồi đóng hầm đá gót lắm. Đóng hầm đá gì có? À, đóng hầm đá thiết có hầm đá ngang học rồi này kia là. Đây mình đang đứng trên bon tàu của những chiếc ghe đang đi đánh bắt khai thác ở vùng khơi nè anh em. Đây những anh em này là nói mà gì à, cái người làm biển là thứ dữ luôn. Cỡ đi làm như mình là phải kêu ăn sư phụ. Những anh em này là nói như dùng dữ. Đây những cái gỗ mà anh em mang lên để sửa sang. Đây bến bãi nè anh em, kéo bằng đường ray vào bãi, kéo bằng đường ray. Ngày xưa bến bãi này là kéo bằng bánh xe, nhưng mà bánh xe thông thường bánh xe này nó chỉ chấp nhận những chiếc ghe trọng tải nhỏ, thì sau này những anh em đi làm những chiếc ghe trọng tải lớn không thì chúng ta phải phục vụ bằng đường ray. Kéo bằng đường ray thì ghe chúng ta lên bờ hay là xuống nước thì ghe nó im hơn à, nó im và nó xuống lên xuống nhẹ nhàng hơn. Kỹ thuật viên, kỹ thuật viên điều hành máy. Trên kia còn một cái hàng ghe của khai thác cá ngừ nữa. Hôm qua là mình quay những chiếc ghe đó là đang lắc keo, nhưng mà hôm nay là sơn lại hết rồi đó, có chiếc ghe sơn xám anh em. Tàu thuyền ở ngoài bến bãi mình là quá trời quá đất luôn, nhưng mà chủ yếu anh em thích quay cảnh nào là mình quay cảnh đó cho anh em xem thôi. Lên trên này gặp anh em thầy thợ quá trời. Cũng có rất nhiều cái kênh làm về biển, cũng quay về biển, nhưng mà một số anh em đăng những cái video về đánh bắt rồi đại khái gì đó, rồi sau đó những anh em đó là không có đăng tải nữa. Còn riêng cái kênh của mình là mình quay về chính thống, về cuộc sống, cuộc đời làm việc của những anh em làm biển. Rồi sau đó về nhà sửa sang ghi cổ tàu thuyền.